latte đậu biếc. Cách thực hiện món latte đậu biếc này thì vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần cho đá viên vào đầy ly. Tiếp đến là 150ml sữa tươi có đường. Sau đó cho thêm 70ml trà hoa đậu biếc. Chỉ với 3 bước đơn giản này là bạn đã có ngay một ly latte đậu biếc 2 tầng xinh xắn rồi. Trà chanh đậu biếc Galaxy 3 tầng. Chuẩn bị 200ml trà hoa đậu biếc để nguội rồi cho vào khay đá để đông. Cho vào ly 30ml mật ong, 10ml nước cốt chanh. Tiếp đến là lớp đá viên đậu biếc. Và cuối cùng là phần đá viên thông thường. Điểm đặc biệt của thức uống này chính là khi nước chanh gặp hoa đậu biếc sẽ tạo thành màu tím tự nhiên rất đẹp mắt. Đừng quên ấn like, share và subscribe kênh YouTube của Kinh Nghiệm Hay để có thể theo dõi thêm nhiều video thú vị hơn nữa nhé.